Xin chào quý vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Tâm Linh. Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị một cái tin tức mà đã được xác nhận. Đó là cái thông tin một nữ sinh đã tử vong do bệnh bạch hầu. Thì tại sao cái này nó lại đang rất là nóng vào những ngày gần đây? Là bởi vì cái thứ nhất thì cái nữ sinh mắc cái bệnh bạch hầu này á, ở độ tuổi còn khá là trẻ quý vị. Theo chúng tôi được biết đó là cô bé này mới sinh năm 2006 quý vị. Và cái thời gian mà mắc bệnh cho đến khi mà dẫn đến cái tình trạng tử vong á, thì nó cũng khá là nhanh. Đó, vì vậy mà thay cho thấy cái mức độ nguy hiểm của nó, có thể nói là nó cao hơn rất nhiều so với Covid-19. Và một cái nữa đó là cái cô bé này, cái nữ sinh này á, trong thời gian mà mắc bạch hầu thì cái cô gái này đã tiếp xúc với hơn 100 người. Thì bây giờ là chính quyền đang rà soát những người đó để mà cách ly. Thì trong đó là có hình như là một hai người gì đó là đã di chuyển sang cái tỉnh thành khác. Cô bé này á là ở Nghệ An, rồi mới tiếp xúc với đâu đó là tầm hơn 100 người. Thì trong hơn 100 người đó có hai người đã di chuyển sang qua tỉnh Bắc Giang. Và trong cái hai người đó là khi mà test ra là đã dương tính với cái bệnh bạch hầu đó quý vị. Đó, thì vì vậy mà đây là những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị. Đây là những cái đài trang báo họ đưa tin như thế này. Đây là một cái trang tin tức của VTC Now. Thì trang báo này đăng là nữ sinh tử vong do bạch hầu, nguy cơ lây lan ra cộng đồng thế nào, nếu không cách ly tốt dịch sẽ bùng phát. Đó, thì mình đọc những cái từ này cùng với là cách ly rồi dịch bùng phát thì mình làm liên tưởng đến đâu đó cái năm 2019 quý vị, Covid-19 ha. Đó, thì cái bé gái này ở trong này chỉ mới có 18 tuổi thôi quý vị. Đó, rồi và tiếp sau đây đó là một cái trang khác. Thì cái này là họ bình luận đó là sự nguy hiểm của bệnh bạch hầu nè, và vì sao bệnh bạch hầu lại thuộc cái top bệnh dịch khét tiếng nhất đó quý vị. Đó, bởi vì mình thấy là cái tốc độ và nó diễn biến quá nhanh đi. Đó, đây nè, bệnh bạch hầu còn đáng sợ hơn Covid-19 nè. Đó, quý vị thấy đó là những cái nhận định từ chuyên gia ha. Hay là ở một cái trang báo khác như là VTV24 giờ thì ghi là không được chủ quan với bệnh bạch hầu. Còn ở báo Thanh Niên á, thì ghi là nguy cơ bùng phát dịch bạch hầu khi ca nhiễm liên tiếp được ghi nhận ở các tỉnh Nghệ An và Bắc Giang đó quý vị. Đó là hai cái tỉnh thành mà cái cô nữ sinh đó đã tiếp xúc ha. Rồi và đây là cái trang của truyền hình Đồng Tháp ở miền Tây. Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu. Đó, thì như chúng ta thấy á, khi mà đọc những cái tin tức này thì làm cho chúng tôi liên tưởng đến những cái câu sấm giảng của Đức Thầy. Cũng như là trước đây, cách đây mấy tháng thì chúng tôi cũng đã có đăng những cái clip đó để trích đoạn ra những cái đoạn sấm giảng. Chẳng hạn như là từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Hoặc là dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Đó, thì cái câu sấm giảng đó nó rất ứng với cái thời điểm hiện nay quý vị. Mình thấy đi bây giờ là hầu như là bệnh đau nó đủ thứ những cái bệnh hết đó. Rồi nhiều những cái căn bệnh nó dị kỳ nữa quý vị. Đó, và điển hình đó là một hai ngày trở lại đây nè, là cái bệnh bạch hầu á, ở cái cô bé nữ sinh đó dẫn đến cái tử vong. Và đang có rất là nhiều người, hơn 100 người đã tiếp xúc với cái ca nhiễm. Thì mình nên thận trọng khi đi ra những cái nơi mà công cộng hoặc là những cái nơi mà đông đúc nhiều người. Đó, bởi vì như chúng ta biết rồi, cái thời tiết với cái môi trường bây giờ nó đang bị ô nhiễm rất là nặng vậy. Đó, điển hình là chúng ta thấy đi, thời tiết thì trái tiết trái mùa ha. Đó là chưa nói đến những cái việc đó là rồi bão lũ thất thường đó, rồi những cái trận lũ lụt bây hiện tại bên Trung Quốc đó,
đang phải gánh chịu những cái trận lũ lụt, bão lũ, lượng mưa lớn kỷ lục ảnh hưởng đến những cái con đê con đập, người dân tài sản coi như là nước cuốn trôi nhấn chìm hết. Chúng tôi chưa có thời gian để làm về những cái video clip đó nữa quý vị. Nhưng mà nói đây để quý vị mình cập nhật được. Đó, thì sau đây á, xin mời quý vị mình cùng lắng nghe những cái mà trích đoạn sấm giảng của Đức Thầy Đức Huỳnh Giáo Chủ đã để lại cho chúng ta cách đây cũng khoảng gần cả 100 năm. Ngài đã thấy trước được và tiên tri trước để cho chúng sanh nhằm thức tỉnh mà cố gắng quay đầu tu hành, tu tâm sửa tánh. Mình tu đâu không bằng tu ngay chính cái tâm của mình. Phật không có trọng dụng những cái hình thức bề ngoài, cho dù mình có ngồi gõ mõ tụng kinh cả hàng trăm cuốn nhưng mà không có một chữ nào lọt vào được trong cái tâm của mình. Và cái tâm tánh của mình nó không có thay đổi được bất kỳ một cái gì thì đó cũng như là bằng không mọi vị. Đó, cái tâm, cái tánh của mình nó đơn giản, dễ hiểu thôi quý vị. Mình thấy mình chưa được cái gì, mình còn những cái tâm, cái tật đố kỵ, rồi ganh ghét, rồi hay thọc đầu gậy bánh xe, rồi hay nói ra, nói vô, nói vào, rồi hay là hay tham, tham của người. Đó, hoặc là đáng sợ nhất là những người quý vị khẩu Phật nhưng mà tâm xà. Đó là những người ngoài miệng luôn nói những cái lời lẽ nghe nó rất là êm dịu, rất là đạo lý, nhưng mà bên trong á, cái tâm của họ thì hoàn toàn trái ngược. Đó, nên là quý vị mình phải cẩn trọng ha. Như là đợt vừa rồi truyền thông cũng dấy lên á, những cái vị mà sư quốc danh đó quý vị, cũng toàn là những trụ trì những ngôi chùa mà nổi tiếng mà to bự Việt Nam không đó quý vị. Nhưng mà rồi thì sao quý vị? Đó, để mình nhìn ra, mình sẽ hãy dùng cái chánh kiến của mình, tu đâu cho bằng tu nhà. Đừng ham chùa lớn cột cao mà mình cứ chạy theo những cái hình, những cái tướng, những cái sắc mà mình bỏ mất quên đi trong tâm mình cũng là Phật đó quý vị. Mình hãy cố gắng tu tâm, tu tại nhà mình đó. Hằng ngày mình ấy cố gắng dành ra thời gian mình đọc kinh, mình niệm Phật, mình lạy sám hối, đó là mình cũng đang tu rồi quý vị. Phật chứng tâm chứ không có chứng những cái hình thức bên ngoài. Mình làm những gì mà mình cảm thấy rằng lương tâm mình không bị cảm giác là nó bị làm trái, làm sái. Cái lương tâm mình nó không cho phép. Hoặc là mình làm những gì để mình sống cái cuộc đời mình nó cho nó thanh thản, chứ mình đừng có làm những cái việc gì mà trái với lương tâm mình, thì đó là mình đã đang tu tâm rồi đó quý vị. Và quý vị mình hãy cố gắng bỏ bớt những cái thói hư tật xấu đi. Cụ thể ở đây là chúng tôi thấy cái việc đó là cờ bạc, rượu chè, và có thể thì nếu được quý vị, ví dụ mình có giả sử trong cuộc sống hàng ngày á, mà lâu lâu mình có buồn hay gì á, mình có hát karaoke á, thì mình bật cái gì nó cũng cho có trần có mực thôi quý vị. Chứ mình đừng có xách con loa ra tới ngoài đường, ngoài ngõ, ngoài hẻm á, mình bật và bận hết công sức nó lên, thì như vậy nó ảnh hưởng đến xóm giềng xung quanh lắm. Mà bây giờ không lẽ xóm giềng á, nhà gần mà người ta ra người ta góp ý á, thì nó cũng mất lòng quý vị. Mà người ta không nói á, thì người ta phải chịu đựng, nó nhức đầu lắm. Thí dụ như hát vừa vừa chừng mật thì ok, người ta cũng chịu được. Nhưng mà tới cái mức mà bật mà nó quá to đi thì như vậy nó làm phiền người ta là mình cũng mất phước quý vị. Mặc dù người ta có thể là người ta nghĩ là người ta ngại,
người ta nghĩ xóm giềng gần nhà người ta không nói, nhưng mà người ta cảm thấy khó chịu trong lòng là mình cũng đã bị mất phước rồi đó quý vị. Còn có những trường hợp mà chúng tôi thấy đã bật màu, bật maximum cái công suất con loa lên rồi ha, xách con loa ra tới ngoài đường, ngoài đầu, ngoài ngõ rồi, ngoài sân rồi bật. Mà thí dụ như giả dụ như hát mà tầm 15-20 phút nửa tiếng thì người ta cũng gán chịu đựng. Mà hát một lúc là tới 2 tiếng thì quý vị thử hỏi coi là làm sao. Đó, nên là cái việc mình hát để mà mình giải trí, nhưng mà cái gì nó cũng có trần, có mực. Đó, thì nó sẽ là vui vẻ đôi bên. Còn mà mình bật quá mức đi, thành ra là nó sẽ làm phiền người ta. Rồi, và cái tiếp theo nữa chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là nếu được á, mình hãy cố gắng có một cái lối sống nó lành mạnh. Đó là mình nên tập cái thói quen là mình nên vận động, hay nói dễ hiểu hơn đó là mình tập thể dục đó quý vị. Đó, cái tập thể dục nó rất là tốt. Bên cạnh việc mình tu cái tâm là về cái phần tâm linh cho nó thăng tiến, thì mình vẫn phải cần cái thể xác này nó khỏe mạnh. Mà mình muốn cái thể xác vật chất á, cái thể xác này gọi là cái vật chất, cái vật lý á, nó khỏe mạnh, thì mình phải tập thể dục để cho những cái khí huyết máu trong người mình nó lưu thông mạnh. Khi mình tập oxy nó đi vào nhiều, nó bơm vào trong người mình, nó sẽ đẩy lưu thông những cái mạch máu, những cái khí huyết của mình, nó tống ra những cái chất độc, những cái gì mà nó độc hại, nó tích tụ trong người mình bao nhiêu năm, mấy chục năm đó, thì nó sẽ giúp cho cái con người mình nó khỏe mạnh. Thì mình có cái xác phàm này thì mình mới có thể có cái phương tiện để mà mình tu tập đó, mình hoặc là mình giúp đời. Thì đó là những cái lời mà chia sẻ thực tình đó. Thì nếu như mà có gì cần góp ý sai sót thì mong quý đạo hữu, quý cô chú, anh chị, các bạn hoan hỷ bỏ qua, hoặc có thể là đóng góp ở phần bình luận. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, cơ trời thế cuộc đổi xoay, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Bá gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong già chẳng yên, khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xoay, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cũ huyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ chẳng phâu. Dương trần bùng già nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cổ còn ghi, những việc là kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tầm đạo biết thừa tới đâu. Bá gia mau kiếp lo âu, để sau đối đầu chẳng đặng toàn thay. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới trần đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời này xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân. Tu hành sớm được đức ân, nhờ trời ban bổ cho gần Phật tiên. Từ đây hay ổn hay đâu, ráng tu đem được Phật vào trong tâm.
Lời hiền nói rõ hòa thâm, đặng cho bá tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê thử được rành đường tu. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lê thử bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quả lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lắp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bệnh dị kỳ nó coi. Dương gian chậu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng lòi sâu đuôi. Nói nhiều mà già chẳng nguôi, việc tu bá tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đến khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều chuyện nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muốn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Khắp trong lê thử ao tù từ đây, thấy trong thời cuộc đổi xoay, đời này trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét chủ vương, ham mê đắc kỷ là phường bồi cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho bá tánh biết mà người chi. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra già nọ nào nguôi, từ đây lục tịnh đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong già sầu bi, bả gia chầm chầm khinh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hà hãy chừa lòng tham. Khùng thời quê ngự núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tài gia. Khuyên trong lê thử trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính vì mẹ cha. Sau này xấu bắt hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng chồng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây vâng lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu bá gia. Thấy đời lòng già tay tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện huyên thuyên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét vơ. Viết cho bá tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh ngày mai thảm sầu. Từ rầy gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đáng sầu bi, nên điên mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bày, dạy trong trần hà ngày rầy ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăng xăng,
Dương Trần biết đằng đạo hằng mới thôi. Chẳng ham cũng kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thâu, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lân, tới đây cũng lần ngần lại bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Bụ châu công luyện chốn non tầng, sơn thủy môn giang bạo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Những câu sấm trên được trích trong sấm giảng quyển thứ nhất khuyên người đời tu niệm, được Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào năm Kỷ Mão 1939.